Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về cái cách để tạo một cái file zip to go trên Mastercam. Thì cái file zip to go này là một cái file nén, nó sẽ tự động lưu trữ các cái dữ liệu như là file Mastercam, file lập trình của mình, cái thư viện giao, Post Processor và các cái file máy vân vân. Thì thông thường khi hỗ trợ khách hàng thì bên nhà cung cấp sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin liên quan đến license, rồi cái dữ liệu cần thu thập để mà hỗ trợ khách hàng. Như vậy thì một số trường hợp về khách hàng chưa hiểu về cách tạo cái file này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn để mà tạo cái file này đó. Để phải tạo file to go á, thì cái file mà bạn lập trình xong bạn phải lưu lại trước, bạn phải lưu lại trên ổ đĩa trước. Thứ hai á, là bạn vào thư cái file này, thường á, thì nó sẽ nằm trên thư mục file, bạn vô thư mục zip to go ở đây. Đây là trên phiên bản Mastercam 2019 nè. Chọn zip to go thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại zip to go. Ở trên này thì nó sẽ có bốn cái menu là file, select, comment. Comment này cho phép bạn buông nén rồi tạo password cho cái file này, file zip to go luôn. Còn select thì mình chọn cái dữ liệu mình thôi. Và cái dưới này là cái phần bạn sẽ chọn cái dữ liệu mà bạn cần phải đưa vào file nén này. Thì file option thì bạn có thể chọn là file config, config file này, tức là file cấu hình của Mastercam. Ví dụ nhiều khi Mastercam của bạn trên máy thì nó sẽ bị những vấn đề liên quan đến đồ họa là xử lý gì đó, thì khi mà bên mình hỗ trợ thì mình sẽ gửi cái file này vào phía hãng sẽ phân tích và đưa ra cách giải quyết. Còn cái này bạn có thể chép vô cái post processor, đó là trường hợp mà bên bạn cần hỗ trợ về vấn đề liên quan đến post processor. Thì nó sẽ bao gồm cả cái file định nghĩa máy là machine definition và control, chứ không phải là chỉ có file bot không. Còn toolbar file mình chọn lên nó sẽ lưu luôn toolbar file luôn. Tool library tức là thư viện giao, thư viện vật liệu và cái file ATB. Thì cái ATB này là trường hợp bạn đã xài cái chức năng automatic tool pack thì mới xài được ha. Rồi ở đây bạn muốn tạo thì ở đây phía bên này là này, cái machine group thì bạn ví dụ như bạn làm với cái môi trường là máy file mill thì lúc này nó sẽ chọn tự động chọn chết là mill, hoặc lay thì nó tự động chết là lay. Thì ở đây mình sẽ chọn cái nút create zip to go đấy. Thì khi đó nó sẽ chọn cái vị trí bạn lưu vào ha. Nào trường hợp này ví dụ mình sẽ chọn desktop. Đấy. Thì hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ trích xuất các cái file cho cần thiết. Ví dụ đây này là file zip to go, là file Mastercam này, file TXT, file Mastercam ở đây, file half đây là thứ thông tin của license, rồi các cái hệ thống thông tin của hệ thống ở đây, hệ thống ở đây là cái máy tính, cấu hình máy tính rồi vân vân, rồi cấu hình của Mastercam ở đây, rồi file NC, file đây là file định nghĩa máy, control là điều khiển, cả operation mình sử dụng nữa. Report ở đây
vật liệu và tool database. Để xong xuôi thì bạn chỉ việc ok thôi. Như vậy sau khi tạo phong file zip to go thì trong cái thư mục bạn đường dẫn nó sẽ có một cái file là file zip ở đây. Thì bạn sẽ gửi cái file này đến cho cái đơn vị hỗ trợ. Rồi tới đây mình sẽ dừng.